Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: Bệnh viện Sản Nhi, nhiều trẻ mắc tay chân miệng. Lưu ý về bệnh sốt xuất huyết có thể xuất hiện vào mùa hè. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh glaucoma và những điều cần lưu ý. Mục cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc chữa sốt xuất huyết. Cuối chương trình là câu chuyện nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ những chợ cóc, chợ tạm. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Theo số liệu tổng hợp của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, từ tháng 5 đến nay đã có 50 ca tay chân miệng nhập viện, trong đó 80% số ca bị bệnh là do enterovirus 71 gây ra. Đây là loại virus rất nguy hiểm vì có tỷ lệ biến chứng tới 20%. Trẻ mắc chân tay miệng do enterovirus 71 có thể bị biến chứng gây viêm cơ tim, viêm màng não, viêm phổi não. Việc điều trị biến chứng rất khó khăn, nhiều nguy cơ gây tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có các dấu hiệu quấy khóc thất thường, sốt cao từ 39 đến 40 độ không hạ, đặc biệt trẻ ngủ lơ mơ hay giật mình, cần cho trẻ nhập viện ngay để điều trị. Giai đoạn sau, trẻ sẽ mọc ban đỏ ở miệng hoặc có vết loét ở lưỡi, chân tay rồi hình thành các vết thủng nước. Mùa hè là thời điểm virus gây bệnh tay chân miệng có thể bùng phát thành dịch. Hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh đặc hiệu. Các bậc phụ huynh cần chú ý vệ sinh cho trẻ bằng cách rửa tay xà phòng, ăn chín uống sôi, tránh tiếp xúc với trẻ mắc tay chân miệng. Khi trẻ mắc bệnh cần cách ly 2 tuần, không đưa trẻ tới lớp và các nơi công cộng. Mặc dù tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc sốt xuất huyết, nhưng cùng thời điểm này năm ngoái đã có nhiều người bị mắc. Do vậy, người dân cần chú ý các biện pháp phòng ngừa. Diễn biến thời tiết phức tạp, mưa rào kèm nắng nóng là điều kiện rất thuận lợi cho muỗi sinh sản. Người dân cần đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng tránh đơn giản như giữ vệ sinh nơi ở, diệt các ổ lăng quăng trong nhà, xung quanh nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh sốt xuất huyết. Khi có các biểu hiện như sốt cao đột ngột 39-40 độ C, kéo dài 2-7 ngày, khó hạ sốt, đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu, có thể có nổi mẩn, phát ban, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Trước tình hình bệnh não mô cầu có dấu hiệu lây lan ở những thành phố lớn và đặc biệt là những biến chứng nặng nề, phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc trao đổi với trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, bác sĩ Phạm Văn Ngọc về việc phòng tránh bệnh viêm não mô cầu để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Xin bác sĩ cho biết là hiện nay cái bệnh viêm não mô cầu màng não mủ tại Hưng Yên diễn biến như thế nào và tại Trung tâm Y tế Dự phòng mình thì cái vaccine mà để phòng căn bệnh này có đủ hay là không thưa ông ạ? Cái bệnh não mô cầu ở Hưng Yên mới có một ca duy nhất. Thế còn hiện vaccine phòng bệnh cho não mô cầu thì ở tại phòng sao bô của tiêm dịch vụ của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh hiện nay là đang có rất nhiều, tầm khoảng 300 liều. Đấy thì thông báo để bà con nhân dân biết để đến tiêm phòng bệnh. Trước tình hình mà căn bệnh não mô cầu này đang gây lên một cơn sốt như thế, thì bác sĩ có cái lời khuyên nào đối với nhân dân để phòng tránh căn bệnh này và người dân có cần thiết là phải đổ xô đi tiêm phòng cho con mình như thế hay không ạ? Cái bệnh viêm não do mủ do màng não mô cầu, do não mô cầu, đây là một cái bệnh rất nguy hiểm, bệnh phát quanh năm, ở môi trường cũng có, ở người lành mang trùng cũng có. Đặc biệt là bệnh hay phát nhiều nhất vào mùa xuân sang mùa hè. Trong cái thời đại thời điểm này là bệnh bắt đầu bùng phát ở nhiều nơi. Thì thực ra mà nói cái bệnh này thì ít khi gây dịch lớn. Mà khi đã mắc, đa số mắc lẻ tẻ. Thế trong vấn đề phòng bệnh, cái bệnh này thì đặc biệt là phải quản lý tốt vấn đề bệnh nhân trong thời gian khởi phát và phát bệnh. Các chất tiết như là đờm rãi, ho phải vệ sinh, phải đảm bảo che miệng, che khẩu trang, các đồ vật dụng cụ phải thường xuyên phải xử lý khi mà gia đình hoặc khi trong một quần thể có bệnh nhân đã mắc bệnh. Và khi có bệnh nhân mắc bệnh thì tốt nhất là phải những người chăm sóc bệnh nhân và gia đình đó phải được uống thuốc phòng, các cháu cứ đủ độ tuổi để tiêm phòng bệnh lão do lão mô cầu thì nên đi tiêm, chứ không cứ khi có dịch bắt đầu mới dồn lên tiêm thì thứ nhất là cái cung cấp vaccine không thể đảm bảo kịp thời, thứ hai là nó dồn và là
tập trung đông đúc người thì cũng có thể là cái nguy cơ tiềm ẩn để gây lây lan bệnh dịch. Phòng tiêm vaccine Sapo Hưng Yên mấy ngày gần đây, lượng phụ huynh đưa con đến tiêm loại vaccine này tăng đột biến. Trước đó, số trẻ được ba mẹ cho tiêm loại vaccine này rất rải rác, rất ít phụ huynh biết được tầm quan trọng của loại vaccine này cho đến khi có ca bệnh đầu tiên xuất hiện. Não mô cầu là bệnh cấp tính diễn biến rất đột ngột nên dễ chẩn đoán nhầm với những bệnh khác. Vi khuẩn gây bệnh ký sinh ở hầu họng nên quá trình tiếp xúc có thể bị lây nhiễm trực tiếp, con đường lây nhiễm là qua đường hô hấp. Biểu hiện bệnh thường gặp là sốt đột ngột, sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, lơ mơ. Khi hôn mê thì bệnh đã trở nên nặng. Hiện vaccine não mô cầu chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng nên phụ huynh chỉ có thể đưa trẻ đi tiêm tại các phòng tiêm chủng dịch vụ với giá khoảng 220.000 đồng một liều. Trong khi nhiều trạm y tế xã không có người tới thăm khám, thì bằng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, trạm y tế xã Hồng Quang, huyện Ân Thi mỗi ngày khám và điều trị cho rất đông bệnh nhân. Trạm y tế xã Hồng Quang có 5 y bác sĩ, trong đó có một bác sĩ, một y sĩ đa khoa. Bình quân mỗi ngày, các y bác sĩ khám và điều trị cho trên 30 lượt bệnh nhân với nhiều loại bệnh bằng cả phương pháp đông y và tây y. Ngoài các trang thiết bị được cung cấp, bằng nguồn kinh phí hoạt động của mình, trạm đã tự trang bị thêm các thiết bị y tế để phục vụ nhân dân như máy điện châm, máy thử nước tiểu, máy thử đường huyết, mỡ máu, v.v. Người dân đến trạm còn được các y bác sĩ tận tình tư vấn các thông tin sức khỏe để áp dụng hàng ngày. Ngoài ra, trạm còn linh hoạt giờ mở cửa, phục vụ nhân dân từ sáng sớm tới tối muộn. Chính vì vậy, không chỉ người dân trong xã mà cả người dân các xã khác và huyện lân cận cũng thường xuyên tới trạm thăm khám. Những năm gần đây, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở huyện Mỹ Hào đã được cải thiện phần nào, song tình trạng sinh con thứ ba lại tăng cao. Tính đến hết quý 1, toàn huyện Mỹ Hào có 58 trẻ là con thứ 3 trở lên, chiếm 18,7%. Một số địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên rất cao, phải kể đến như Hòa Phong 27%, Cẩm Xá 23%, Dương Quang 23%. Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên tại Mỹ Hào cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh. Chính tình trạng sinh con thứ 3 còn kéo theo sự gia tăng về mất cân bằng giới tính, bởi những trường hợp sinh con thứ 3 trở lên đa phần đều là bé trai. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, tuy nhiên phần lớn là do tư tưởng trọng nam khinh nữ, quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường vẫn còn khá nặng nề ở nhiều gia đình, trong đó có cả cán bộ đảng viên. Một nguyên nhân nữa là do các hình thức xử lý vi phạm còn nhẹ, thiếu sự thống nhất, nhận thức của một số cán bộ đảng viên về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình chưa đầy đủ. Hiện nước ta có khoảng 6,5% người mù do bệnh glaucom là nguyên nhân gây mù lòa thứ hai, nhưng tỷ lệ phát hiện bệnh lại rất thấp. Nhiều người chỉ đến viện khi đã muộn, thị lực đã không thể cứu vãn được. Điều đáng lưu ý là có tới 94% người dân không hiểu rõ hoặc mơ hồ về căn bệnh này. Vậy bệnh glaucom có nguy hiểm không? Phát hiện như thế nào? Trong mục thầy thuốc với người bệnh số này, bác sĩ Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Mắt Hưng Yên sẽ giải đáp những thắc mắc trên. Dạ, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, là bệnh glaucom hay là bệnh thiên đầu thống là một trong những cái bệnh về mắt rất là phổ biến. Vậy bệnh thiên đầu thống là gì ạ? Glaucom hay còn gọi là thiên đầu thống, hay còn gọi là cườm nước hay cườm khô, là bệnh tổn thương thị thần kinh, gây mù vĩnh viễn. Là bệnh gây mù đứng thứ hai trên thế giới, là một bệnh rất là nguy hiểm. Thưa bác sĩ, vậy thì có những yếu tố nguy cơ nào dẫn đến bệnh thiên đầu thống ạ? Những yếu tố nguy cơ của bệnh là những người mà trong gia đình của mình có bố mẹ hoặc anh chị em ruột thịt bị thiên đầu thống, hoặc những người mà trên 40 tuổi, những người mà bị tăng nhãn áp, một số những người mà dùng thuốc corticoid kéo dài, hoặc một số những người bị bệnh cận thị nặng hoặc viễn thị nặng, những người mà đang bị bệnh đái tháo đường hoặc tăng huyết áp cũng có thể bị bệnh thiên đầu thống. Thưa bác sĩ, là căn cứ vào những cái dấu hiệu nào để có thể nhận biết là một bệnh nhân đã mắc bệnh thiên đầu thống ạ? Căn cứ vào những cái như thế thì những người mà thuộc trong những cái yếu tố nguy cơ đấy thì mình cần phải được đi kiểm tra, đến khám bác sĩ để bác sĩ khám, đo nhãn áp, kiểm tra toàn bộ như thị trường, rồi soi khám đáy mắt để xem mình có bị bệnh thiên đầu thống hay không. Dấu hiệu thì một số những dấu hiệu đơn giản như là mình thấy mắt mình đau nhức, nhìn mờ như màn xương, hoặc mình nhìn đèn sáng, nhìn có quầng xanh đỏ như cầu vồng ấy,
Đấy, là những cái dấu hiệu dễ nhận biết sớm nhất của thiên đục thống. Ngoài ra thì khi mà đã bị lên cơn cấp của glaucoma đấy, hay còn gọi thiên đục thống ấy, thì bệnh mắt rất là đau nhức, có thể là đau đầu cùng bên, đấy, đau nửa đầu cùng bên, buồn nôn, nôn. Đấy. Vâng, cuối cùng xin bác sĩ cho một vài lời khuyên để người dân có thể phòng tránh bệnh thiên đục thống. Để phòng bệnh thiên đục thống thì mỗi người dân mình cần phải được đi khám bác sĩ định kỳ, thường xuyên, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ thì càng cần phải được đi kiểm tra định kỳ thường xuyên hơn để khám. Nếu phát hiện được có dấu hiệu thì cần phải dự phòng sớm. Khi bị thiên đục thống thì bắt buộc mình có thể điều trị bằng dùng thuốc hoặc laser hoặc là phẫu thuật, và phòng bệnh cho những người trong gia đình của mình, để tư vấn những người ruột thịt, anh chị em ruột thịt hoặc con cái đi khám để biết được mình có nằm trong cái yếu tố nguy cơ đấy thì mình có bị bệnh thiên đục thống hay không. Với thiên đục thống đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt thì cực kỳ là quan trọng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin rất hữu ích vừa rồi ạ. Bệnh có nguy cơ tái phát cao ngay cả sau khi điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật, do đó người bệnh cần thực hiện nghiêm chỉnh việc dùng thuốc và khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ. Bệnh nhân cần được theo dõi suốt đời, bao gồm đo nhãn áp 3-4 tháng một lần, dùng thuốc nhỏ mắt trong cơn cấp, tuân thủ chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp. Nếu trong gia đình có người mắc bệnh glaucoma thì những người ruột thịt cần làm xét nghiệm để phát hiện bệnh, kể cả chưa có bất kỳ triệu chứng nào. Một số thức ăn bị cho là nguyên nhân gây bệnh cần tránh là thức ăn giàu tiramin như phô mát, rượu vang đỏ, thức ăn chứa liturate như thịt sông khói, salami, xúc xích, những thức ăn pha giấm, lên men, ướp muối, những đồ uống có cồn, đồ uống ngọt, trà, cà phê. Trong y học cổ truyền, sốt xuất huyết được xếp vào nhóm ôn bệnh và ôn dịch, được trị liệu bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có việc sử dụng các kinh nghiệm dân gian. Trong chương trình hôm nay, lương y Phạm Văn Hưng, Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Phù Cừ sẽ giới thiệu bài thuốc trị sốt xuất huyết bằng bài thuốc dân gian. Còn về bài thuốc thì chúng tôi có chia ra làm nhiều bài. Bài thứ nhất là dùng bột hoạt thạch cho người lớn thì là 20g, còn trẻ con là 10g. Thế và bột thanh đại người lớn là cũng 20g, trẻ con là 10g, và cam thảo đun lên để lấy nước hòa vào hai vị để thuốc uống cho mỗi một bệnh nhân uống trong một ngày, như vậy là uống hai lần của hai gói thuốc như thế này. Thì bệnh nhân cao tuổi và là người lớn thì uống trong vòng từ 5 đến 7 ngày là bệnh đã dứt, không có xuất huyết ra nữa và bệnh đã hết sốt và khỏi. Trong cái điều trị của bệnh sốt xuất huyết này thì chúng tôi còn có bài thứ hai nữa để dùng cho những bệnh nhân bị quá nặng. Mà sau khi điều trị bài thứ nhất không khỏi thì bài thứ hai như sau, gồm có địa niền khô 20g, bạch chỉ khô 20g, cam thảo khô 20g, bột hoạt thạch 40g, bột sắn dây 20g và phèn phi 20g. Cách dùng là cho tất cả các vị trên vào một ấm sắc thuốc trong uống trong một ngày một đêm, uống liên tục trong 5 ngày như vậy thì đối với là người bệnh nặng nhất cũng đều khỏi. Bệnh nhân này thì khi uống thì không phải kiêng khem gì, nhưng mà phòng chống, tức là không đi ra, không tắm lạnh, không đi ra gió và không bước chân xuống đất, tức là ở trong phòng kín để điều trị và không bật điều hòa và quạt quá lớn. Đấy là cách như thế, và cho ăn các chất mát bằng chủ yếu bằng rau quả là nhiều. Thế và có cái bài nước giải khát cho cái người mà bị xuất huyết mà bị mất nước nhiều thì bằng các cái chất cây hoa quả như là rau mướp đắng tươi, rau hoặc quả cây mướp đắng tươi là 30g. Thế và đường trắng 20g, rau má tươi 30g, gừng tươi 2g, quả nhọ nhồi 30g và cam thảo tươi, một quả cam tươi, như là cam tươi một quả. Thế thì có cách là có máy ép hoa quả thì sẽ cho tất cả các vị này ép xong chắc cho lấy nước và uống cho bệnh nhân trong ngày. Bệnh nhân uống được bao nhiêu cứ cho uống thoải mái, tức là cứ khát nước được uống là cứ uống, tức là không phải kiêng liều lượng uống. An toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nóng của toàn xã hội, liên quan mật thiết tới sức khỏe và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Nhưng việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ cóc, chợ tạm vẫn còn bỏ ngỏ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Vắng vẻ, ảm đạm là những từ để hình dung về khu chợ này.
6 giờ sáng, khu chợ được Ủy ban Nhân dân xã Phương Triều quy hoạch nhằm mục đích di chuyển chợ cóc chợ tạm không một bóng người. Nhưng chỉ cách khu chợ này vài trăm mét, một điểm chợ tự phát lại trong tình trạng tấp nập nhộn nhịp. Hàng hóa được bày bán tràn lan, dưới đất có, trên phản cũng có. Không che đậy, thực phẩm sống đặt ngay cạnh thực phẩm chín. Nhếch nhác, tạm bợ, hôi tanh, môi trường ô nhiễm, nhưng không vì thế mà địa điểm này vắng khách. Nhiều người dân trong xã và khu vực lân cận vẫn đến mua thực phẩm vì sự đa dạng, tiện lợi. Bà Nết là một trong những khách hàng thường xuyên của khu chợ này. Với bà, người đang sinh sống tại đây thì đi chợ cóc đã trở thành một thói quen từ nhiều năm nay. Tôi thì không hay đi chợ xa bởi vì là cứ sáng là đi thể dục dưỡng sinh là tiện chợ là qua chợ mua đồ ăn về thôi. Chợ này nó chật hẹp, nhất là cái trời mưa lội á là đầy bẩn lắm. Nhưng mà việc đi mua thì vẫn cứ mua thôi. Tại một khu chợ tạm khác của thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, chợ cóc họp ngay cả trong khuôn viên di tích. Các loại thực phẩm được bày bán hết sức lộn xộn, bừa bãi, mất vệ sinh, chưa được kiểm soát về nguồn gốc. Thực tế cho thấy, việc buôn bán tại các điểm chợ tự phát này về cơ bản không chịu sự quản lý của cơ quan chức năng. Những phản thịt, những hàng hoa củ quả này không hề có sự kiểm tra, kiểm dịch của bất kỳ cơ quan nào. Nhưng người bán thì luôn cam đoan hàng mình bán ra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo hết nguồn thực phẩm sạch sẽ, vệ sinh. Nói chung là ở cái chợ này không có cái gì là cái không vệ sinh. Theo tôi là an toàn thực phẩm tại vì thịt của chúng tôi bán tại nhà mà chúng tôi ngồi tại hè chúng tôi cho nên là không xảy ra một sự gì hết. Bán 15 năm nay nhưng mà chưa ai bị ngộ độc. Người mua thì mua bằng niềm tin, mua theo cảm tính, bằng mắt thường thấy tươi ngon thì lựa chọn. Nguồn thực phẩm ở đây là an toàn. An toàn, tươi, ngon. Lò mổ ở đây thì có 2 lò. Thì nói chung là lò là của thôn thì người ta toàn bắt cái lợn khỏe mà. Là nhìn cái thịt là mình biết ngay. Những người bán thực phẩm chợ này thì đa số là quen. Cho nên là mua những người quen thì chung là có một phần tin tưởng hơn. Giá cả phải chăng, đa dạng mặt hàng, nhanh gọn, tiện lợi là những lý do khiến nhiều người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm tại các chợ cóc chợ tạm này. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các chợ cóc chợ tạm vẫn còn tồn tại, mặc cho chính quyền địa phương thường xuyên tăng cường xử lý các điểm chợ tự phát này. Đối với địa bàn Phương Triều chúng tôi thì có 2 cái chợ cóc. Ai đi qua đường nhìn khi bà con bán hàng, bán các cái thực phẩm tươi sống rồi kể cả thực phẩm chín thì nhìn là cũng biết và cũng đánh giá là đều là mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế mà hàng năm thì cái ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của xã thì cũng chỉ đạo tích cực chỉ đạo với trạm y tế xã để kiểm tra rồi xử lý. Thế nhưng mà cũng xin thưa với các chị là đến nay thì cái chế tài để mà cho Ủy ban Nhân dân cấp xã rồi ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của xã để mà xử lý thì nó cũng rất là khó. Mà quay ra quay vào thì cũng đều là nhân dân trong xã. Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh có hơn 100 chợ truyền thống, trong đó phần lớn là chợ loại 3, hơn 100 chợ cóc, chợ tạm, điểm họp chợ trái phép. Có cầu ắt sẽ có cung. Hàng ngày vẫn có hàng tấn thực phẩm ở các chợ cóc đến với bữa ăn của nhiều hộ gia đình. Trên thực tế, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được phân chia cho 3 đơn vị quản lý, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý khâu sản xuất, Sở Công Thương quản lý khâu lưu thông, Sở Y tế quản lý khâu chế biến. Chính sự phân định này đã dẫn đến sự thiếu nhịp nhàng giữa các ngành. Khi mà công tác quản lý bị buông lỏng cùng thói quen tiện đâu mua đấy của người dân vẫn còn, thì việc giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm vẫn chỉ như ném đá ao bèo. Vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm là điều không thể tránh khỏi. Nếu xảy ra các vụ ngộ độc thì chỉ có những người tiêu dùng dễ dãi là những người chịu thiệt thòi nhất. Tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.